Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quảng Ninh, sau đây chúng tôi xin giới thiệu chương trình ngày mai. 5:30 giai điệu ngày mới, anh là tia nắng trong em. 6:00 trực tiếp thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6:30 trực tiếp Radio Quảng Ninh giờ cao điểm. 7:30 du lịch cùng Radio Quảng Ninh, người sang Quảng Ninh làm du lịch. 7:45 khoa giáo chăn nuôi bò 3B, giải pháp phát triển kinh tế hộ trang trại. 8:00 chuyện cùng bác sĩ, sa sút trí tuệ ở người cao tuổi, nhận biết và cách điều trị. 8:50 ngẫm và nghĩ, người mẹ mẫu mực, thiện lương sẽ mang đến cho con cái vô vàn phúc đức trong tương lai. 8:55 tiểu phẩm, chuyện sóng tôi. 9:00 sắc màu âm nhạc, những bản tình ca lãng mạn bất hủ. 10:00 đại biểu dân cử với cử tri, quan tâm giải quyết các chính sách, nâng cao đời sống nhân dân. 10:15 đất và người Quảng Ninh, người kể chuyện quê hương qua tà áo dài. 10:30 ca nhạc thiếu nhi, khám phá hiện tượng tự nhiên. 11:00 thời sự Quảng Ninh. 11:25 ẩm thực Quảng Ninh, gỏi xoài tôm mực. 11:30 an toàn giao thông, các địa phương quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông. 11:45 phóng sự, món quà sự sống. 11:55 review sách, khéo khôn với tiền, truyện tranh tài chính đầu tiên cho gia đình Việt. 12:00 chuyển tiếp thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13:00 khúc nhạc xanh, âm nhạc là binh chủng đặc biệt. 13:30 hành trình du lịch, khám phá Tam đảo tỉnh Vĩnh Phúc. 14:00 sức khỏe là vàng, ngành y tế nỗ lực vượt khó phục vụ nhân dân. 14:15 chuyện đô thị, phấn đấu xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. 14:30 ca nhạc thiếu nhi, khám phá hiện tượng tự nhiên. 15:00 thời sự Quảng Ninh. 15:15 du lịch cùng Radio Quảng Ninh, người giao Quảng Ninh làm du lịch. 15:30 giai điệu tình yêu, yêu em rất nhiều. 16:30 trực tiếp Radio Quảng Ninh giờ cao điểm. 18:00 chuyển tiếp thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19:00 sắc màu âm nhạc, những bản tình ca lãng mạn bất hủ. 20:00 đưa danh thắng Yên Tử trở thành di sản thế giới. Yên Tử, mối liên kết mật thiết giữa tôn giáo, chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa. 20:15 thời sự Quảng Ninh. 20:45 tiểu phẩm. 20:50 ca khúc còn mãi với thời gian, tình yêu quê hương và tinh thần lạc quan của người lính qua ca khúc Nhánh lan rừng của nhạc sĩ Thế Hiển. 21:00 tôi yêu du lịch, Bình Ngọc Thanh Bình nao lòng du khách. 21:30 chuyển tiếp thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 22:00 đọc truyện đêm khuya, phần tiếp tiểu thuyết Bay qua vòng trời của nhà văn Dương Phượng Toại. 22:30 công nghiệp mỏ, nhân rộng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ. 22:45 đất và người Quảng Ninh, người kể chuyện quê hương qua tà áo dài. 23:00 review sách, đôi điều cần suy ngẫm, quyển sách không khai phóng cho chính khái niệm tự do. 23:05 ngẫm và nghĩ, người mẹ mẫu mực thiện lương sẽ mang đến cho con cái vô vàn phúc đức trong tương lai. 23:10 chương trình tiếng giao, nghệ nhân của bản giao thanh y. Chương trình phát thanh Quảng Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Thu Giang, tổ chức sản xuất Đỗ Dung Vân Anh. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.